Dưới sức hút của Về Nhà Đi Con, vai diễn Nhã Tiểu Tam đã thành công ngoài mong đợi. Tuy nhiên, sự thành công này lại khiến nữ diễn viên thủ vai Nhã là Quỳnh Nga gặp không ít phiền toái. Mới đây, ca sấu chúa Quỳnh Nga đã bất ngờ bị một bộ phận dân tình chỉ trích. Không những bị ném đá vì vai diễn Tiểu Tam, Quỳnh Nga trước đó cũng bị nghi ngờ là người thứ ba, khiến gia đình nam diễn viên Việt Anh tan vỡ. Trước những đồn đoán này, nữ diễn viên Quỳnh Nga đã lên tiếng phủ nhận những tin đồn tình ái liên quan, đồng thời đăng tải bức ảnh và dòng trạng thái demo tấm ảnh mới PS: người phụ nữ khi không có tình yêu thì chỉ có tiền mới mang lại cho họ cảm giác an toàn. Ốm đau tự bỏ tiền ra thăm khám, đói tự bỏ tiền ra mua đồ ăn, ra khỏi nhà tự bỏ tiền ra đi taxi, chăm chỉ, chăm chỉ. Ngay bên dưới dòng trạng thái, dân tình đã dành khá nhiều lời khen cho cá sấu chúa, bày tỏ đồng tình với quan điểm độc thân của cô. Sau đó, vợ cũ của nam diễn viên Việt Anh là Hương Trần bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khá lạ trên story với nội dung "Mèo mả gà đồng, bị chửi là đúng". Dòng trạng thái của Hương Trần khiến nhiều người cho rằng cô đang ám chỉ là Quỳnh Nga. Giữa những nghi vấn này, hiện cả ba vẫn đang giữ im lặng. Trước đó, khi được hỏi về mối quan hệ với Việt Anh, Quỳnh Nga cho biết cô và Việt Anh chỉ là những người bạn thân thiết, hoàn toàn không có tình cảm như mọi người đồn đoán.